và tất cả các bà con cô bác. À, hôm nay thật là hân hạnh cho con được đến đây để đại diện cho mã con để nói một vài lời với tất cả bà con. Mặc dù bà con đã mất rồi, nhưng mà con chắc chắn rằng mã con có đáng mừng để chúng ta trong cuộc họp mặt vui hôm nào cũng được. Ok. Ngồi trong buổi chiều hôm nay, con tự nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều giống nhau một điểm, đó là cái dòng máu của ta, trong con người của chúng ta. Cách đây hơn 100 năm, ông ngoại, ông nội của chúng ta đã rời Hải Nam để chi kho Việt Nam lập nghiệp. Từ một cái bước chân nhỏ bé đó, mặc dù có sự chia ly giữa mẹ Tàu và ông ngoại, ông nội của chúng ta, rồi một chia ly đó đã đưa chúng ta đến Úc, đến Mỹ, đến Việt Nam. Và đến ngày hôm nay, chúng ta là trở lại đây, trên đất Hải Nam này, đất mà ngày xưa ông ngoại, ông nội chúng ta đã khởi hành ra đi. Được không? Thầy diễn viên là Phan Ni, tha số nó của mình sư phát triển cao thấp mình chiến chiến vua sư ở trên số đoạn của mình quân sư che quân thủ được đi sang quân vua ba sư của mình hiểu ý các cung phóng tiền quân sư minh hùng hăng là sư phụ cha của mình sư như miền khi tài niệm gì thế nó của mình từ chùa tiên đi khai hải đảo sau cơ sư đi sang lại mẫu dân. Là xin chào nha, của mình sư tử vân yêu quầy là được cái tiêu quầy là được vào hành án tạo ta chia trang tin xem tin, chứ thích cơ hình án giờ được tiêu quầy đó. Và hôm nay là việc dịp máy hiểu có để tất cả bà con chúng ta có mặt ở đây để cùng cái vui chuyện này. Thì con xin thay mặt cho gia đình của chúng con để xin được hết cảm ơn gia đình của Minh Vấn, của gia đình của bên cầu Hùng và gia đình bên dì Mai gồm có Tina, chị Yến, and Tuấn Tùng, Tuấn Tùng, and brother there, Kim Dương, I think I remember that, yeah, and of course you, Trung Nguyễn, and everyone has helped to make this year successful. It hasn't been easy. Sorry, vì riêng nữa đã nói tiếng Anh. Thật ra cái tổ chức một buổi họp mặt như vậy rất là khó, mà mọi người bà con ở Hải Nam đã cố gắng rất nhiều để tổ chức được như vậy. Thì chúng con thì chỉ biết xin cảm ơn tất cả mọi người thôi. Và trở lại Hải Nam lần này, có thể là cái thành phố Hải Nam đã phát triển rất nhiều và sức sống của mọi người đều được nâng cao, thì rất mừng cái điều đó cho gia đình của chúng ta bên này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ta tôi đã phát triển trên cái cơ hội lại, xem ta đã tôi đã xây dựng những cái khu là mình điều lẻ một lẻ cái gia đình, cái sư sư sống sư 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 mù, hay dùng cái sư là chào giáng thay thay, kinh sống thay thay,还有另外我们跟真真还有那这边呢我们有邱云哥跟孙娜孙燕田丽和太太他说呢就是居民呢是非常有理性的而且很难得的一个机会他希望呢以后再来有一个机会这样而且他认为呢现在的海南跟以前一样的那个生活提高了很多他非常的羡慕你们 谢谢大家。好，别太生动的，幸福的晚宴。我见到了动作的亲人，非常高兴。我们啊，我仅代表着我的家人。 和我们海南的亲人，为九舅父和美国的亲人，以及澳大利亚的家人哥等亲人的到来，表示热烈的欢迎。同时。
为我们啊海外的亲人热爱祖国、热爱家乡、热爱亲人啊，很感动，表示衷心的感谢。啊，最后衷心的祝愿大家健康、幸福、平安、快乐、开心，谢谢。好，我今天先献给各位那个今天叫给主席公，我叫主席公，把大家们热带把我拉进去好感觉，我们来从哪里也到。rất là thông thường hoàng hậu thì có thể được buổi họp mà hôm nay rất là vô cùng quý giá và luôn tìm thứ năm cũng dùng cái cơ hội này để gửi lời chào và chúc cùng tất cả mọi người một đời sống tốt đẹp, hạnh phúc, sức khỏe và bình an. Yeah.
下，掌声是他上天的。好的，好的。No, that's good. No, that's too much. Too much. Hi, I'm young. I'm young. I'm young.